Hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chủ trì hội thảo. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tòng Thị Phóng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2030 như giải quyết tình trạng việc thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số. Sau hội thảo lần này, đồng chí đề nghị ba tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đề ra các chương trình hành động cụ thể, khắc phục những thiếu sót trong công tác dân tộc miền núi.